Mỗi nhà vườn mái Nhật 2 tầng mang phong cách kiến trúc hiện đại, hiện lên nổi bật và thu hút người nhìn bởi cái đẹp quá tinh tế. Công trình có hàng nghìn lượt xem mà bạn không thể bỏ lỡ qua. Hôm nay Tân Á xin giới thiệu tới các bạn mẫu nhà 2 tầng được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Đức tại Diễn Châu, Nghệ An. Đây là mẫu nhà được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và bề thế, mang lại không gian sống thư thái, yên bình và gần gũi. Bên cạnh đó vẫn toát lên vẻ đẹp hiện đại. Phần mái được thiết kế theo kiểu mái Nhật, lịch lãm, trẻ trung, có độ dốc vừa phải, giúp thoát nước tốt. Màu sơn trắng chủ đạo kết hợp với màu nâu của một phần mái và một số mảng tường giúp tăng thêm tính thẩm mỹ cho ngoại thất công trình. Bậc cũ cấp sẽ giúp cho căn nhà được cân xứng giữa phần đế, phần thân và phần mái. Không những thế còn làm cho công trình của chúng ta thêm bề thế và cao ráo hơn rất nhiều. Cột trụ hai bên vuông vắn, thân cột ốp gạch thẻ, chân cột đắp to, kết cấu khỏe khoắn, nâng đỡ hệ mái, tạo cho ngôi nhà thêm phần bề thế. Thiết kế bồn hoa và cây xung quanh sẽ làm cho toàn bộ không gian tràn ngập sức sống, tạo năng lượng tích cực cho các thành viên sinh sống trong không gian này. Chân tường được chúng tôi ốp đá trẻ, tạo cảm giác vững chắc, xóa bỏ sự đơn điệu. Về công năng, nó góp phần hạn chế việc bám rong rêu, tránh xảy ra hiện tượng nứt chân tường và bong tróc sơn. Cùng với đó là cửa chính được chúng tôi sử dụng chất liệu gỗ lim Nam Phi kết hợp với pano kính, cũng góp phần tạo nên dáng vẻ hiện đại, sang trọng cho công trình. Ngôi nhà còn được tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách thiết kế hệ thống cửa sổ với nhôm hệ sinh pha kính trắng, an toàn tạo không gian thoáng đãng cho ngôi nhà. Vì chất liệu này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tinh gọn. Và nhôm hệ sinh pha có rất nhiều màu sắc, từ đó bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho công trình của mình. Ở những vị trí như ban công cũng được sử dụng bằng kính cường lực để làm lan can, đảm bảo sự an toàn cho thành viên trong gia đình khi vui chơi hoặc là sinh hoạt ở vị trí này. Về cổng và tường rào, chúng tôi đã tư vấn cho gia đình sử dụng sắt sơn tĩnh điện. Tường rào thì được thiết kế đơn giản kết hợp giữa bê tông và sắt sơn tĩnh điện. Sân vườn được chúng tôi ốp toàn bộ bằng gạch chống trơn để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người già và trẻ em. Trước khi đến với mặt bằng kiến trúc công trình thì xin mời các bạn cùng ghé thăm kênh YouTube cũng như website của nhà đẹp Tân Hà các bạn nhé. Ở kênh YouTube chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ nhà phố, nhà vườn, nhà biệt thự, villa. Bên cạnh đó cũng có những video quay lại quá trình thực tế thi công và thiết kế một ngôi nhà để các bạn có cái nhìn cụ thể và rõ nét hơn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh, theo dõi cũng như là ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì website có tên miền là nhà đẹp tân hà.vn. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới vào tận miền Nam nữa. Bích Nga hy vọng rằng kênh YouTube nhà đẹp Tân Á và website nhà đẹp tân hà.vn là một kho tàng kiến thức để giúp cho quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình những mẫu nhà phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng của tất cả các thành viên trong gia đình các bạn nhé. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là mặt bằng định vị khu đất căn nhà của gia đình anh Đức. Tiếp đến, chúng tôi cũng đã phác thảo mặt bằng định vị phong thủy. Được biết anh Đức sinh năm 1975, hướng tốt để xây nhà là hướng Tây Nam, hướng Tây, Tây Bắc và hướng Đông Bắc. Và bây giờ là mặt bằng kiến trúc với mặt tiền rộng 7,3 m và chiều dài là 14,3 m. Tầng 1 được bố trí phòng khách với diện tích 22,6 m², phòng bếp cộng ăn 23 m², hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 13,4 m² và 12 m². Nhà vệ sinh chung ở khu vực cuối nhà 3 m² và một sảnh phụ đi ra sân nước. Mặt bằng kiến trúc tầng 2 là một không gian phòng thờ 12 m², phòng sinh hoạt chung 18 m², hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 13,4 m² và 15,7 m². Nhà vệ sinh chung với diện tích 4,7 m², một sân giặt phơi 14 m². Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà 2 tầng mái Nhật hiện đại được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Đức tại Nghệ An. Hy vọng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một ý tưởng cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!